Vâng, chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh của Văn Trường. Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ với anh em một cái số loại mà giống mai mà rất là lạ. Thì hôm trước mình có, canh trước mình có làm cái clip là 6 cái mai mà lạ mà mình chăm sóc ấy. Thì được rất nhiều anh em ở các nơi họ điện về để họ nói là giống mai này là mai gì. Thì trên thực tế thì bây giờ có quá nhiều cuộc gọi và cũng có quá nhiều ý kiến, cho nên là thật sự mà nói thì mình cũng rất khó mà hiểu được thì đây là cái giống mai gì. Thì có một số nơi gọi là đây là mai, cây mai lõm, thật ra nó không phải là cùng họ mới cây mai. Và có người thì lại nói là loại này thì nó cùng họ mới cây mai vàng của mình. Chính vì vậy cho nên là rất khó để mà phán đoán. Thì chính vì vậy cho nên clip này của mình sẽ làm chia sẻ một cái số vấn đề mà mình được biết để đến anh em dễ hiểu hơn. Thì như anh em thấy là cây này mình trồng thì giờ nó cũng đã ra lọc rất là ok này. Lọc mà nó cái nó khác cái cây mai mình một điểm này. Cái cây mai của mình thường thường là cái lá nó ra màu đỏ. Cái màu đỏ, còn cái cành này thì cái cành đọt á thì nó lại không phải màu đỏ, nhưng cái cây này nó ra màu đỏ au và nhìn rất là khác lạ. Nhưng mà mình có một điều mình muốn thông báo với anh em là khả năng ghép là dính nha anh em, ghép dính, cây này ghép cây mai dính. Thì có rất nhiều anh em nói là trồng cái loại này rất khó sống, nhưng mà mình theo mình thì chắc cũng phải tùy, cũng tùy chứ không nhất thiết là cây này khó sống đâu nha. Bởi vì theo như cái mầm nó phát triển kiểu đây thì mình thì nói thẳng ra bây giờ mình chỉ nói theo ý kiến riêng của mình thôi nha, vì mình chưa trồng cái loại này bao giờ, chưa trồng cái loại giống này bao giờ, thì cũng không rõ là liệu có thể sống dễ như mai hay không, thì thật sự là mình không biết. Nhưng mình có nghe một số anh em trên mạng nói là loại này trồng không sống, không tài nào sống được, kể cả đào có bầu chứ đừng nói là trọc lóc. Nhưng lại có anh em nói là loại này trồng vẫn sống, và có anh em nói là loại này không phải giống mai, ghép không dính, ghép không dính. Nhưng cũng có anh em thì lại nói là loại này ghép được. Thành thử là mình rất là chi là phân vân, cho nên là rất là khó, bởi vì có quá nhiều ý kiến. Mà mình thì đây cũng là lần đầu tiên mình trồng, chính vì vậy cho nên là mình cũng không được rõ lắm. Vì vậy là hôm trước mình có một ghép một cái cây, thì ngay bây giờ mình sẽ đi quay cái cây đó cho anh em tham khảo và xem thử ý kiến của anh em nó có trùng cùng chiều với mình hay không thôi, chứ còn thật ra mà nói thì cũng rất là khó. Đây, như cái bo đây là mình ghép được chắc phải từ 3 tháng hơn rồi đó. Bởi vì cái này mình nhớ trồng lâu lâu rồi này, mình thì ít nhớ thời gian kỹ lắm. Thì nói chung là mình ghép cũng rất là lâu. Thì bây giờ lọc nó ra thì vẫn thấy nó ra bình thường, nhưng mà nó hơi yếu nha anh em. Cái lọc nó hơi yếu. Còn cái lọc đây thì anh em thấy là nó vẫn xanh. Mấy tháng rồi, 3-4 tháng rồi chứ đâu, cũng nghĩ đâu. Lọc đây thì nó vẫn xanh, nhưng mà đặc biệt một cái là mình sẽ quay cho anh em xem cái đặc biệt của cái mình ghép này này. Đây. Đấy, anh em thấy tay nghề của mình xạ thủ không? Mình ghép bo không đi nhưng mà nó đi toàn là hoa không này, đó. Hoa. Thì theo ý kiến riêng của mình thì khả năng cây này ghép được, bởi vì thường thường là những cây khác, những khác giống không cùng họ thì thường thường là mình ghép khoảng tầm trong vòng 2 tháng đến 3 tháng thì bo ghép sẽ chết. Cái bo ghép này sẽ chết. Nhưng ngược lại cây này là mình ghép cũng đã rất lâu rồi. Mình nhớ là phải trên 3 tháng rồi. Mà bo ghép vẫn tươi và vẫn có sự phát triển. Đặc biệt là nụ hoa. Thì anh em có thể thấy là nụ hoa nó vẫn ra bình thường. Đây. Nụ hoa vẫn ra bình thường. Thì đồng nghĩa việc là cây này ghép được cây mai. Đấy. Là mình có thể nói là cây này ghép được cây mai, và sự tồn tại là bao lâu và tỷ lệ sống ra sao thì thật sự là mình không thể chia sẻ với anh em được, bởi vì mình có biết đâu mà chia sẻ. Mình cái này mình cũng mới trồng lần đầu tiên thôi anh em ạ. Mình mới trồng đầu tiên. Nhưng mà thấy mầm nó ra thì mình có cảm giác là mầm nó đi rất là mạnh, khỏe. Cây này thì như cây này thì nó nứt cũng rất là nhiều mầm anh em. Nó nứt mầm rất là nhiều. Nói chung là cây này là ok, khỏe. Và có một điều mình muốn thông báo với anh em là không biết đây là tin vui hay là tin buồn. Bởi vì anh em phải hiểu là nếu như cây này mà trồng mà ghép được mai thì không hiểu là sau này mai còn giá trị nữa hay không. Vì lý do là cái loại này, cái loại gốc cây kiểu đây này, mình được biết
trên thị trường hiện nay trong các rừng mà có một số rừng ví dụ như ở bên Đắk Nông, Đắk Lắk gì đó, hay là Gia Lai thì nó có ở huyện Chư Bá ở hướng Yali, là mình có nghe nói là cái dòng là nhiều vô kể, nó nhiều mức độ mà nó giống như cây rừng luôn. Cái loại cây này nó rất là nhiều, nó nhiều bạt ngàn sóng gió luôn. Một cây như thế này, van cây này chắc phải tầm chín mấy anh em, van chín mấy đó. Cây này này mà ngày trước ấy, khi đào về là người ta để cao là nó tầm chiều cao nó khoảng tầm là trên 2 mét ấy. Nhưng mà mình thấy nó cao quá nên mình cắt bớt đi thôi. Mà một cây như này chỉ có giá là hôm trước là cây đây không phải mình mua nha, đây người ta gửi thôi chứ mình thì không có điều kiện đâu mua nha. Thì cây này nghe nói là có giá của nó là cả 1 triệu một cây. Mà cái van là rơi vào tầm 90. 90 mà trong khi cái bộ đế cây này rất là đẹp nha nha. Mình lấp bộ đế rồi không quay cho anh em được. Và hai nữa là mai rừng mà có cái đường cong như này nè, là cũng rất là ok rồi. Mà trong khi giá của nó chỉ có 1 triệu. Thì nếu như mà thật sự mà trồng sống mà ghép mai vàng được, thì mình không biết là sau này cây mai vàng, giá trị của cây mai vàng nó sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm. Bởi vì cái loại rất là nhiều. Và nếu như anh em nào hay thường xuyên coi trên mạng thì sẽ coi được cái cảnh hôm lâu mà có hai anh em nào họ quay cây mai, gọi là cây mai rừng mà khủng nhất Việt Nam. Anh em có thể gõ lên YouTube thì một cái cây mai rừng khủng nhất Việt Nam, là mình thấy cái cây đấy hình như là 3-4 người ôm, nó to vật vã, nói chung là mình không nhớ cái hình ảnh đấy, trước mình có coi một lần. Nhưng nó thật sự là cái dòng này này anh em, thật sự dòng này mà nó to như vậy thì chứng tỏ là còn rất nhiều cây to khủng. Cây đấy mà nếu mà tính như van kiểu đấy chắc mình nghĩ chắc phải van mấy trăm. Tại bởi vì là tới 3 người ôm thì 3-4 người ôm thì anh em tưởng tượng là cây mai nó to như thế nào. Và đấy người ta gọi là cây giống mai lõm mai liếc gì đấy. Thì mình không rõ. Thì thật sự mà nói thì nếu như xét về một phương diện nào đấy, nếu như thật sự mà cây này mình trồng sống và ghép ra được cây mai vàng ok thì mắt ghép mình có quay cho anh em kỹ đây. Đấy. Và nở hoa được ok thì đồng nghĩa việc là những anh em mà không có điều kiện giống như mình thì sau này có thể là mua vài gốc mai rừng rất chi là rẻ, bởi những gốc này họ khai thác rất là nhanh dễ vì nó nhiều. Thì một gốc cây này mà có 1 triệu thì rất theo mình là rất rất rẻ rồi, không thể đòi hỏi mà rẻ thêm được. Bởi vì phát một cái cây như thế này mà đi từ trên núi xuống thì giá 1 triệu là quá thấp ấy. Nhưng mà cái cây này nó mọc ven các khu vực mà nó mọc bìa rừng á, bìa rừng đẩy, tức là cái loại này nó nhiều lắm. Cái cây này mình có được biết có nhiều nơi, có một số anh em họ quen mình ở trên Zalo họ điện là kêu ồ cây này riêng nhà em cơ mà bạt ngàn sóng gió, nó nhiều vô kể đấy. Nhưng nếu mà cái thứ nhé, mình trồng đợt này mình ví dụ thôi, nếu mà trồng sống và mình ghép được ổn định sau này thành một cây mai vàng thì đồng nghĩa việc là sau này nó có hai điểm lợi và có điểm lợi và có điểm hại như sau. Thì sau này thì tất cả những anh em mà coi kiểu là kinh tế nó eo hẹp khó khăn mà muốn chơi cây mai thì là cái giá mai rất chi là rẻ, bởi vì những cây này rất là nhiều, rất là nhiều, có thể 200-300 nghìn anh em mua được một gốc như thế này cũng có. Thành thử là cái giá của cây mai sau này nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu như thì nói tóm lại là nó sẽ giảm như vậy thì tất cả những anh em mà ít tiền thì vẫn có thể có được những cây mai khủng mà chơi ấy. Nhưng mà nó có một điểm hại, đó là khả năng nếu như cây này mà mình ghép sống, mình phải nói thật anh em, nếu mình ghép sống mà trồng sống ngon lành, mình sẽ cố gắng là quay liên tục cái dòng này cho anh em xem. Nếu mà mình trồng sống và ghép sống thì sau này những cái cây mai mà có giá trị sẽ mất giá đi rất nhiều, bởi vì cái loại mai này quá nhiều. Cái loại gốc phôi này, mình phải nói thật, cái phôi này phôi này nhiều vô kể luôn. Phôi này nói chung là nhiều vô kể. Đây, 1 triệu một cây trở tới nhà. Thì anh em thử tưởng tượng là cái phôi này nó nhiều mức độ nào. Đấy, cây cao hơn 2 mét, van 70, 80, 90, loại nào cũng có. Xấu đẹp thì tại vì mình không có đánh giá về cái độ xấu đẹp. Vì đánh giá về xấu đẹp thì nó phải tùy từng cây khai thác trong rừng mà nó hên xui lắm. Có gốc đẹp và có gốc không đẹp. Chính vì vậy cho nên là rất khó nói về cái độ xấu đẹp. Anh em thông cảm mình là cái vấn đề xấu đẹp. Bởi vì có nhiều cây nó nằm ở cái chỗ mà thác nước gập ghềnh hay là ổ gà, ổ vịt thì thân thiết của nó hang hốc hơn thì nó sẽ đẹp hơn là những cái cây mà mọc bị ép. Những cây mọc bị ép thì nó lên thẳng hơn, nó xấu hơn. Đấy, như mình sẽ quay sơ cây này cho anh em xem cái bộ đế này. Đây. Đây ở đây là có rễ ra đây nha anh em, mình cho mình chôn sâu ấy. Đây,
Đây đây, nói chung cây này bộ đế cũng khá khá ok, khá ổn định, nhưng chỉ có 1 triệu một cây trở tới nhà. Ê, mình cóc hiểu rẻ thế. Và clip của mình nói chung là clip này chỉ mang tính chất là tham khảo để anh em tham khảo thắc mắc, và anh em nào có thắc mắc gì thì để lại comment bên dưới. Vì thật ra mà nói thì đây cũng là một tin vui để những anh em mà chơi mai, và cũng là một tin buồn luôn, bởi vì có nhiều cây mai mà bây giờ cây mai đơn giản là giá mấy trăm triệu, mấy trăm triệu, nhưng nếu mà cây cây này mà ghép được cây mai mà lên được thành mai thì nó thành cây mai bình thường thì nó khác gì cây tứ quý, mai tứ quý ghép đâu, thì nó cũng y xì cây mai tứ quý ghép, thì lúc đó giá cây mai sẽ bị rớt xuống rất thảm. Mình phải nói thẳng với anh em là giá cây mai theo mình nó sẽ rớt xuống rất thảm, bởi vì loại nào trên loại này các rừng mà khu vực Đắk Nông hay là ở Gia Lai, ở Gia Lai, Gia Lai, khu vực Gia Lai Chư Bả đó, rồi các huyện thì cái loại này rất chi là nhiều, nhiều vô kể luôn, mà gốc có những gốc 200, 300, 400, thậm chí 500, nó to đến mức độ mà nó to bằng mấy cái phi ấy. Thì anh em thử tưởng tượng là cây mai của mình giá cả, nếu như mình ghép thành công mà mình trồng sống đẹp bài bản sau này giống như một cây mai bình thường kia, thì anh em thử tưởng tượng là giá cây mai sẽ tụt xuống như bao như thế nào, thì có thể là nó tụt xuống hay là nó lên, thì nói chung cái đấy mình không quan tâm ấy. Cái mình muốn quan tâm đến lận chính là mình chỉ có biết cái gì chia sẻ cho anh em biết thôi, còn những cái vấn đề khác mình không thể quan tâm được nhiều. Mình chỉ biết là nếu cái này ghép được thì anh em lên mua những cái loại này và trồng những loại này vừa rẻ, vừa rẻ này, 1 triệu một cây, 2 triệu một cây, 1,5 triệu một cây, 700-800 một cây, vàng 90, 80 mét vàng đấy. Rồi lại về anh em chỉ việc trồng mà sống lên, ghép xong thế là có một cái cây mai khủng khủng mà giá lại cực rẻ đấy. Vì vậy cho nên là mình chỉ có thể chia sẻ anh em là các cái kỹ thuật để trồng và cách ghép tháp thôi, còn về cái vấn đề giá cả thì thôi mình cũng xin kiếu bó tay. Và tổng chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.